Hôm nay 27 tháng 6, tức là chỉ còn 3 ngày nữa là kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2016 sẽ bắt đầu. Và ngày càng có nhiều thí sinh và gia đình nhận ra rằng là đại học không phải là con đường duy nhất để có thể đến thành công. Và điều đó thể hiện là tỷ lệ ngày càng tăng các thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp. Theo dữ liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày hôm nay thì năm nay có tới gần 1 phần 3 số thí sinh không đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng. Cụ thể năm nay số thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông chiếm tới 32% tổng số thí sinh tham gia thi, trong khi đó thì con số này của năm ngoái là 28%. Hà Nội là địa phương có số thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp đông nhất cả nước, một phần do có số thí sinh dự thi đông nhất. Theo các chuyên gia thì có nhiều lý do dẫn đến sự gia tăng về tỷ lệ thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp, như là hiệu ứng cử nhân thất nghiệp ngày càng tăng hay công tác hướng nghiệp đã được chú trọng hơn, và đặc biệt là việc chọn nghề của các học sinh thì cũng đã gắn hơn với cơ hội tìm kiếm việc làm. Cuối cùng và cũng không kém phần quan trọng, có lẽ là do sự thay đổi trong suy nghĩ của cả học sinh cũng như là phụ huynh rằng không nhất thiết là phải có bằng đại học thì mới có được một công việc và một sự nghiệp tử tế.